Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Trường Âm Nhạc Adam Music. Và bài tập ngày hôm nay sẽ là bài tập để giúp cho các bạn mở rộng cái quãng giọng của các bạn lên. Chúng ta hãy cùng với nhau bước vào bài tập nhé. Ma 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 ma. Vừa rồi là quãng giọng của nam, bây giờ chúng ta hãy cùng với nhau tập cái phần quãng giọng của nữ nha. Ma 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 ma. Các bạn nữ cứ tiếp tục nha. Tiếp luôn nha các bạn. Nhớ là luôn luôn thả lỏng cổ. Như vậy là bài tập vừa rồi đã có thể giúp cho các bạn cải thiện được cái quãng giọng của mình. Hãy nhớ là khi mà các bạn hát á, các bạn cố gắng thả lỏng, đặc biệt là nghe những nốt cao. Cứ mỗi lần tới nốt cao các bạn hát nhẹ lại để chuyển qua cái phần giọng pha của mình. Dần dần với cái bài tập này, các bạn sẽ có thể cải thiện được giọng hát của mình và làm dày cái giọng hơn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào bài tập tiếp theo. Bye bye các bạn.